Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Những giọt nước mắt không hối tiếc. Dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Luca đoạn 7 từ câu 36 đến câu 44. Một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Giê-xu dùng bữa với mình. Ngài vào nhà người Pha-ri-si ấy và ngồi vào bàn. Có một người đàn bà tội lỗi ở thành đó nghe nói Ngài đang ngồi ăn tại nhà người Pha-ri-si, nên đem đến một bình bằng ngọc đựng đầy dầu thơm. Nàng đứng đằng sau nơi chân Đức Chúa Giê-xu mà khóc, nước mắt thấm ướt cả chân Ngài. Rồi nàng lấy tóc mình lau, hôn chân Ngài và xức dầu thơm lên. Người Pha-ri-si đã mời Ngài thấy vậy thầm nghĩ, nếu người này thật là nhà tiên tri, chắc đã biết người đàn bà này chạm đến mình đó là ai, thuộc hạng người nào, vì nàng là kẻ tội lỗi. Đức Chúa Giê-xu phán với ông, hỡi Si-môn, ta có vài lời nói với ngươi. Ông thưa, xin thầy cứ nói. Ngài phán, một chủ nợ có hai con nợ. Một người nợ 500 denier, người kia nợ 50. Vì hai người đều không có gì để trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy, trong hai người đó, ai thương chủ nợ hơn? Simon thưa, tôi nghĩ là người mà chủ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giê-xu phán, ngươi nhận xét đúng lắm. Ngài quay lại phía người đàn bà và phán với Simon, ngươi thấy người đàn bà này không? Ta đã vào nhà của ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng chị ấy đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà lau. Và câu kinh thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Luca đoạn 7 câu 38. Nàng đứng đằng sau, nơi chân Đức Chúa Giê-xu mà khóc, nước mắt thấm ướt cả chân Ngài. Tôi xin lỗi, Karen nói, xin lỗi vì dòng nước mắt tuôn trào của mình. Sau khi chồng qua đời, cô đã gồng mình chăm sóc cho những đứa con tuổi thiếu niên. Khi nam giới trong hội thánh tổ chức buổi cắm trại cuối tuần để lũ trẻ giải trí và cho cô được nghỉ ngơi, Karen đã khóc trong sự biết ơn và liên tục xin lỗi về những giọt nước mắt của mình. Vì sao nhiều người trong chúng ta xin lỗi vì đã khóc? Simon, một người Pha-ri-si, đã mời Chúa Giê-xu dùng bữa tối. Trong bữa ăn, Chúa Giê-xu tựa vào chiếc bàn, thì một người phụ nữ có đời sống tội lỗi đã mang đến một bình dầu cam tùng hương. Nàng đứng đằng sau, nơi chân Đức Chúa Giê-xu mà khóc, nước mắt thấm ướt cả chân Ngài. Rồi nàng lấy tóc mình lau, hôn chân Ngài và xức dầu thơm lên. Bằng một cách không hề hối tiếc, người phụ nữ ấy tự do bày tỏ lòng yêu mến Chúa của mình và xõa tóc ra để lau chân cho Chúa Giê-xu. Tuôn tràn lòng biết ơn và tình yêu dành cho Chúa Giê-xu, bà đã thêm vào những giọt nước mắt của mình bằng những nụ hôn tràn ngập hương thơm. Hành động trái ngược với người chủ nhà lịch sự nhưng lạnh lùng. Phản ứng của Chúa Giê-xu là gì? Ngài đã khen ngợi cách bày tỏ lòng yêu thương nhiệt thành của bà và tuyên bố bà được tha thứ. Có thể chúng ta bị cám dỗ, kìm nén những giọt nước mắt của lòng biết ơn khi chúng sắp tuôn tràn. Nhưng Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta là những con người có cảm xúc, và chúng ta có thể dùng cảm xúc của mình để tôn cao Chúa. Giống như người phụ nữ trong sách Phúc Âm Luca, chúng ta hãy bày tỏ tình yêu không hề hối tiếc đối với Đức Chúa Trời nhân lành, đấng chu cấp mọi nhu cầu và sẵn lòng đón nhận lời tạ ơn của chúng ta. Hôm nay, bạn có thể tự do bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa bằng cảm xúc của mình như thế nào? Bằng cách nào bạn có thể khiến người khác cảm thấy thoải mái khi rơi nước mắt? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa yêu thương, cảm tạ Chúa về ân điển của Ngài khi chu cấp những nhu cầu của con. Hôm nay, con xin tuôn đổ lòng biết ơn với Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày.